Năm Việt Sài Gòn. Địa chỉ là 312 Võ Chí Công, phường Phú Hữu, quận 9. Đó, anh em có thể tới đây để ngắm xe man và trải nghiệm chất lượng châu Âu. À, bây giờ là em man TGX 41640. Này có tem nhập khẩu nha các bạn. Brehaven đi đến Singapore và sau đó cập cảng Hồ Chí Minh. Đây là một em TGX 41640 kéo siêu trọng nha các bạn. Đấy, hệ thống dẫn động là 8x4. Rất là khủng. Nếu các bạn có đón xem trên kênh Xe Tải Online thì sẽ biết một cái video mình đã từng làm ở ngoài Hải Phòng, là một em màu trắng 41540 của công ty Thống Nhất. Thì chiếc đó chỉ là số sàn thôi các bạn. Còn đây là chúng ta sẽ có mẫu số tự động màu vàng, cực kỳ nổi bật luôn, rất là đẹp. Đó, dàn đèn trên nóc và cùng với lại cái kèn hơi, cặp kèn hơi. Rồi. Mâm được ốp inox hai cầu trước rất là đẹp nữa các bạn. Do cái cấu tạo bốn chân và thân ngắn nên là hệ thống bình hơi, bình dầu sẽ được đặt lên trên cao. Ở dưới này chúng ta có bình điện và bình một hai bình hơi cùng với cái bình xử lý khí thải dung dịch ure. Ở đây chúng ta sẽ thấy bình dầu, hệ thống làm mát cưỡng bức gió, tại vì đối với cái đặc điểm là di chuyển tốc độ chậm, kéo nặng nên việc làm mát bằng gió từ bên ngoài thì rất là khó, nên là chúng ta phải có hệ thống làm mát phụ. Rất là khủng. Đặt phía sau lên cabin như các bạn thấy đây. Bình dầu to, mình đoán phải 1000 lít đó. Đó, làm mát các hệ thống thể lực nữa. Làm mát dầu hộp số, dầu tự động, hộp số tự động. Sau này chúng ta sẽ có bộ cầu hai cầu sau dẫn động sử dụng công nghệ cầu V-Side, cầu dầu. Hệ thống tre là bằng nhíp nha các bạn, thì cái này kéo nặng đó, nhíp và đã rất là khủng, cực kỳ dài luôn, chassis cực kỳ dày. Rồi ở đây chúng ta sẽ có cái đuôi kéo đằng sau, chốt kéo, điều khiển cảm biến bằng điện rất là nhiều, bơm mở bằng tự động luôn. Rồi đây là một cái trang bị rất là hiện đại, cam lùi. Chút nữa lên bên phần nội thất thì mình sẽ thử kích hoạt xem. Đèn hậu phía sau, đặc trưng bộ man và chắn bùn, chắn bùn cho ba cầu luôn. Hệ thống lọc tách nước, các van chia hơi rất là nhiều. Đây, để kích hoạt cái hệ thống cam lùi, camera quan sát phía sau, thì chúng ta ở bên hàng phím điều khiển này chúng ta sẽ bấm vào đây và lập tức thì trên màn hình chúng ta sẽ hiện ra để các bạn thấy cái hình ảnh phía đằng sau xe. Tắt đi thì lại trở lại là hệ thống dẫn đường. Rồi bản tắp lô thì cũng giống những mẫu man TGX khác thôi. Ghế đó là xịn sò, ghế bọc da đấy các bạn, có đường may màu vàng khác tông màu. Rồi ghế ôm vào lưng của người ngồi cực kỳ đã luôn, ghế hơi vậy các bạn. Mình quay cái ghế lái cho các bạn coi. Đấy, thương hiệu Iris. Quá đã luôn.
cabin là dạng lớn nhất, loại lớn nhất, hai giường nằm. Phía ngoài của em nó đây, à, bên hông bạn nó thì thấy màu vàng cực kỳ nổi. Ở hai ống xả luôn nhé, khoảng máy V8, động cơ V8 rất là ngầu. Cái hộp bồ ngành đồ nghề đó. Các bạn có thể thấy các cái thùng mà để đựng dụng cụ là đều được làm bằng inox bóng loáng, mọi chi tiết trên xe còn khá là mới. Đấy, mọi inox và mọi thứ đều đảm bảo được cái việc vận hành một cách dễ dàng và thuận tiện nhất. Và có các cái cổng lấy hơi, lấy điện từ sau đuôi của đầu kéo cho cung cấp cho móc. Cảm biến khắp mọi nơi. Các hãng xe châu Âu thì luôn đặt cái sự an toàn cao nhất cho người sử dụng xe cũng như mọi người xung quanh. Tương tự như các mẫu các thương hiệu khác đến từ châu Âu thôi. Dàn đèn phía trên. Mỗi bên đều có một cái hộp để đồ đây nha các bạn. Mình sẽ mở ra thử. Đấy. Hộp để đồ. Rất là rộng. Mở nắp capo là đây nha các bạn. Đây.